như vậy là hàng năm là bên ông Jim và bà Kim Hien á là có gửi tiền về, thì năm nay có hơi muộn đi, nhưng mà đều tại vì có chút việc bên kia. Thì sáng hôm nay là bậc công ngân vì vì tôi đến đây là chuyển cho sơ cái số tiền là chỉ 4 triệu đồng để sơ giúp đỡ cho cái sinh hoạt của giúp đỡ trẻ em chí mồ côi vì khuyết tật. Xin lỗi, sơ năm đi có bao hoạt động có thêm người ấy là sao, tình hình ra sao? Dạ, còn năm đấy có thêm em mới. Bao nhiêu em sơ hè? Dạ, cũng 5 em. 5 em, mình tổng cộng tất cả là mấy? Bây giờ 46 rồi. 46 rồi. Có được một em ở Bình Phú. Cụ thể là sao sơ hè? Dạ. Cụ thể là em mới là 5 em. Em mới ra đa số là công điệp. Sơ nhắc lại được bao nhiêu em khuyết tật, bao nhiêu em? 46. Mồ côi em là 14. 14. Mồ côi không có tật. Không tật, dạ. Con này là con ngủ với lão đó, con này là bao nhiêu là khuyết tật hết. Dạ. Chỉ có một bài, có 5 em mới. Trong đó là 4 em là công điệp. Và 1 em là tự kỷ. Tự kỷ à. Dạ. Thôi được rồi. Tôi xin phép nhờ sơ nhận tiền. Bà cần sơ nói vài lời vì ông Jim và bà Kim Hien. Dạ, em xin nhận đây là sắp nghe là 2 triệu sơ. Sắp nghe là 1 triệu. Dạ. Tôi xin thay mặt cho trung tâm xin hãy con cảm ơn. Trước tiên là cảm ơn vì ân nhân của hai bậc sĩ hàng năm đã nhờ đến trung tâm, nhờ đến trung tâm là gửi tiền để giúp đỡ của các em. Thì tôi xin hãy con cảm ơn. Ông Jim và bà Kim Hien đó. Thứ hai là cũng cầu chúc cho hai vị ân nhân mà trực tiếp với trung tâm đây là bác sĩ Hình và bác sĩ Ngân luôn đến thăm hỏi và chuyển qua hàng năm đến cho các em. Tôi cảm ơn. Trong những cái này mà con xưa rồi. Dạ, dạ. Tôi xin cảm ơn cơ sơ nha. Nguyễn Văn Ánh hả? Vâng, anh Chini ở một mấy tuổi rồi? Năm 66. 66 hả? Để hàng ngày là anh đi bảo về số hả? Thu hoạch ngày được bao nhiêu tiền? Dạ, đi ký mấy ký rủi. Ký đi được 57 vừa ký đi cũng cậu. 53 tuổi đã. Rồi bị cái chứng đi vi răng rửa. Dạ, chứng đi trực thời gian bao cấp á, vì làm vốn dừa bom mìn nổ. Bị bom mìn nổ hả? Rồi nhà vợ con răng. Dạ em còn được vợ với hai cháu. Nuôi được mình không? Dạ vợ em đi bữa nay chăm sóc mẹ tôi là chỉ mẹ năm nay 90. Mẹ mấy? 90. Mẹ 90 luôn. Rồi chứ bây giờ như gì? Có một số tiền ý để giúp anh. Nha. Rồi, Sơn Ngọc ơi, Sơn Hiền ơi, tớ dùng đứa dùng xỉ cho cỏ chim mất đó. Gọi Sơn Hiền xỉ. Cảm ơn, Sơn đi, Sơn liệu. Lấy ra cho 500. Rồi. Đó, vậy. Rồi, Sơn đứng qua bên anh á, Sơn đứng qua bên anh á. Anh chụp hình con. Rồi, đó, Sơn đứng vô. Và đứng tiền vô cho anh. Rồi bà anh nói anh cảm ơn ông bà Jim Kim Hien. Cảm ơn ông bà Jim Kim Hien. Jim Hien. Kim. Ơn. Nói đi nói. Tặng tôi 500. Dạ 500 ngàn. Rồi, cố gắng về sức khỏe ấy. Rồi. Dạ cảm ơn chị. Vâng, rồi. Rồi được rồi bác ấy. Rồi được rồi, cảm ơn sơn nhiều. Vâng Bì, năm nay mấy tuổi rồi? 55 hả? Rồi, anh Bì như thế lâu máu rồi? Mới hả? Mới là mới mô? Chứng? Mấy năm rồi? 40 năm hả? Rồi, thôi chứ vừa ní giúp anh một số tiền. Và anh nói thì anh cảm ơn ông bà Jim Kim Hien. Dạ. Sớm vô đứng nơi gương đánh á. Dạ, Jim Kim Hien. Rồi.
Rồi rồi thôi nha. Rồi. Nói lại cảm ơn ông bà Jim Kim Hien. Dạ cảm ơn ông bà Kim Hien. À, rồi. Tên gì? Dạ. Mấy tuổi? Dạ, 39. 39 ở mô. Ờ đi ra làm hàng ngày đi là kiếm được mấy đồng? Hàng ngày 7-80. À 7-80 mấy đứa con? Ờ chứ bây giờ có cái người họ cho tiền này. Ờ em nhận này. Ai cho đi? Rồi cho nó còn gì không? Không gì mắc mới gì cho tới đừng đó, tới đừng đó, tới đừng đó. Ta quay tới ta. Ta mắc mới chứ ta cho tiền. Rồi, rồi. Nói rằng là cảm ơn ông bà Jim Kim Hien, nói đi. Cảm ơn ông bà Kim Hien ạ. Ờ Jim Kim Hien. Kim Hien. Đã cho 300. Để cho 300. Rồi. Nha, rồi ý. Rồi. Chào chị. Dạ. À chị tên chị à? Tên Thương. À xin lỗi chị bạn về số lâu chưa? Dạ lâu rồi. Ấy, bao lâu rồi? Được mấy năm rồi? Dạ 2 năm. 2 năm rồi. À rồi gia đình chị sao chị nói tôi nghe nè. Ba mẹ mất hết rồi. À rồi chứ con gia đình chị có chồng con chứ không? Mẹ không. Ba chị có hai con đôi mà không có chồng mà có hai con sắp đôi cũng nuôi hai con nữa. À chị nuôi đang chị nuôi cái đang nào tôi nghe nè. Đó. Ba chị nuôi dùm à? Dạ, ba chị có ba chị đi ba cục bình. Ba bình chí? Ba bình cục sống. À, ba chị nuôi hai đứa nữa? Dạ. À, ba chị nhà chị ở đâu? Dạ, ở Côn Hệ. Ở Côn Hệ nè. Dạ. Ba nhà cái sao? Nhà... Nhà nghèo lắm. À, nghèo lắm à. Một ngày chị kiếm bán vé số được bao nhiêu? Dạ, 50-60 ngàn. À, 50-60 ngàn hả? Dạ. Mà nuôi hai đứa cũng được, đứa cũng nuôi là mấy tuổi, mấy tuổi? Dạ, hai cháu kêu mang gì? À, mang 7 tuổi, 7 tuổi. Dạ, học lớp 8, lớp 8, 4 tuổi, 5 tuổi. Rồi con ba chị là chị sinh đôi? Ba chị lợi dài, họ Jim, họ thuộc gì, ba mà họ Jim. À, lợi dài, ba nuôi, ba chị phải sinh đôi, ba chị phải nuôi hai đứa nữa. Chứ bố mẹ chị mất rồi, không chồng con gì cả. Thôi đi hỉ. Dạ. À, hàng năm hỉ là có hai vợ chồng ở bên Mỹ á. Thật ra thì ông Jim và bà Kim Hien là có gửi tiền về nhờ tôi chuyển cho những người mà có hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như là neo đơn, nghèo, bệnh tật. Đó. Thì thấy nay tôi thấy chị cũng khó khăn nè, thì nay tôi sẽ chuyển thay mặt bao nữa, chuyển cho số tiền là 500 ngàn đồng để chị giúp đỡ chú chị nuôi cho mấy cái cháu đó, để giúp đỡ chị phần nào. À, rồi. Chị có chị số tiền 500 ngàn đồng của ông Jim bà Kim Hien cho chị hả? Dạ. Chị đấy đi. Dạ cảm ơn ông bà Kim bà Kim Hien. À Kim Hien. Kim Hien. À thôi được rồi. Dạ, chị có mừng lắm không? Dạ có gì hết cảm ơn rất nhiều. Ừ được rồi. Thôi được rồi, chúc chị nhớ nha, giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Rồi. Dạ.